Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em ghép thêm cho các bác một cái cấu hình nữa của cái con âm ly A909 này với cả một cặp loa của Đề Nông các bác nhé. Đây là cặp Đề Nông USC-M10. Đấy, như các bác thấy ở đây, USC-M10 là một cặp loa cao cấp của Đề Nông trong cái phân khúc trên dưới 2 triệu. Đấy, thì nó là một cái cặp loa tiếng rất là hay với một cái thiết kế trang bị hai loa bát 10cm như thế này. Hai loa bát 10cm gân cao su màng giấy, một chép ở giữa là chép đây là chép em cũng không biết gọi là đây là cái chép gì nữa, nhưng mà nói chung cái chép này thì nó đánh tiếng ra tiếng tép rất là sáng và nó rất là neng keng các bác nhé. Đấy. Nó không phải là chép đom cũng không phải là chép giấy, hình như nó là một cái kiểu dạng chuyển giao giữa chép giấy và chép đom ấy. Đấy. Cặp USC-M10 này thì nó có trang bị hai bát 10 với công suất maximum của mỗi loa là 100W nhé. Kết hợp với con âm ly A909 này thì là tiếng nó ra có cho tiếng bát đánh rất là sâu. Đấy. Rất là sâu, ấm. Trung âm nó sâu lắng và tiếng tép nó rất là leng keng. Để nghe nhạc là bolero nhạc vàng mà đâu đâu mình có thể chơi cả remix cũng rất là hay nhé. Đây. Xin mời các bác em là chất âm của bộ dàn nhé. Đây là rim, đây là đoạn nhạc nó vàng này. Sơn không làm sao động lòng vẫn yêu. Như các bác có thể nghe thấy thì là cái giải bát của nó cho tiếng bát đánh rất là sâu ấm. Đấy. Nhớ dòng sông, nhớ người con gái, tóc thề ngang vai chờ ngóng anh bao. Đây khắc hoa đây nhá. Sông vẫn đây những người xưa nào đau thấy lúc bệnh châu bóng tím cả dòng sông thấy bằng sắc pháo hồng. Đặc biệt là cái âm ly này nó có chế độ kích bát. Đấy, chế độ gọi là acoustic position này để nó tăng cường lên tiếng bát lên. Đấy, các anh có thể là nghe thêm giải bát cho nó sâu lắng hơn. Tức là ngoài cái chỉnh bát này lên thì mình có thể tăng cửa ở đây được. Đấy. Nên mình nghe nhạc rất là phê ở chỗ đấy các bác nhé. Bỏ lại sóng sông con đò xưa giờ không bên. Ngoại hình của loa đây. Một lòng huy trông sao người thấy đôi lỡ. Bể rất là phê luôn. Em sẽ mở cho các bác nghe một đoạn remix nhé. Vào đây một đoạn remix nhé. Nếu như mà với cái bộ trước đấy em ghép cho các bác là con âm ly 909 và con loa D052X để chuyên nghe nhạc vàng. Đấy thì với đôi M10 này thì là các bác có thể là vừa nghe được cả thêm remix và nghe nhạc cả nhạc vàng các bác nhé. Thì bộ này nó sẽ nghe được đa dạng nhạc hơn. Còn đôi D052X em vừa ghép ở clip trước với con âm ly này. Đấy thì nó sẽ chủ yếu tập trung là nghe các cái dòng nhạc vàng và nhạc trữ tình. Đấy, còn Đề Nông USC-M10 này thì nó trang bị gấp đôi bát nên là cái giải bát tốt hơn và mình có thể là nghe được nhiều thể loại nhạc hơn. Check the
ok nhá. Đấy thì USC M10 kết hợp với loa A909 này thì giá cả bộ là 3.500.000. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì alo em nhé. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em.